thời thế tạo nên anh hùng mà phòng gym là tạo nên trai xấu muối vậy. Người mê đó nhen, đến phòng gym mà thiếu cái em áo thun cổ tròn thể thao M35 và M29 này là tiết dữ lắm. Vừa thời trang với thiết kế năng động với những cái phối màu đa dạng vô cùng đẹp trai cho cả tuần tập luôn. Chất liệu nylon spandex có cấu trúc dệt đặc biệt mang lại bề mặt vải lạ mắt và nhiều lỗ li ti thoáng khí và làm mát cơ thể. Đã là áo thể thao rồi là cần có những cái tính năng hỗ trợ cho việc tập luyện chứ đúng không? Hơn nữa vải còn mềm mại nhanh khô cộng thêm điểm tối ưu cho trọng lượng nhẹ nữa. Thiết kế áo mang tính năng động và đơn giản tinh tế, với những bạn phối thoải mái đi cà phê với bạn bè thì vẫn là ok la quá luôn. Nhanh nhanh đến nhà Mi thôi nào.